Tháng năm, mùa sen nở. Những đóa sen đung đưa trong gió như đang thầm thì những câu chuyện về một con người vĩ đại mà bình dị sáng trong, được người dân Việt Nam ví như hoa sen, vẻ đẹp thanh khiết và không tỏa sắc phô trương. Tháng năm, sinh nhật Bác hàng năm cũng là dịp cùng nhau nhìn lại những việc đã làm được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người. Người dân Việt Nam càng yêu kính Bác, càng phấn đấu làm theo lời Bác. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015. Năm 2011, Vĩnh Long triển khai chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Đường Cách Mệnh, Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Nâng cao đạo đức cách mạng, Sửa đổi lối làm việc, Di chúc. Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác tiếp tục được đầu tư đẩy mạnh, giúp lan tỏa và thấm nhuần trong suy nghĩ, hành động của mọi người. Đến nay, các cấp ủy cơ sở đảng trong tỉnh đã tổ chức xây dựng chuẩn mực cụ thể trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây vừa là những tiêu chuẩn để cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên dựa vào mà thực hiện, vừa là cơ sở tiêu chí để kiểm tra giám sát, đánh giá việc học tập làm theo tại cơ quan đơn vị mình được chặt chẽ, sát sao hơn. Các chuẩn mực luôn được điều chỉnh, bổ sung theo từng giai đoạn, vừa để phù hợp với chuyên đề học tập làm theo Bác hàng năm, vừa phù hợp với tình hình thực tế, tính đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Huyện ủy Mang Thít xây dựng 5 chuẩn mực đối với nhân dân: lắng nghe, đối thoại, tuyên truyền, thuyết phục; đối với công việc, viết sắc, nói sâu, trách nhiệm, hiệu quả; đối với cấp trên, chủ động tham mưu đúng, trúng, kịp thời; đối với đồng nghiệp, chân thành, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ; đối với các thế lực thù địch, cảnh giác, kiên định, lập luận sắc bén. Huyện ủy Vũng Liêm xây dựng các chuẩn mực cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công việc, trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt các mặt công tác được giao. Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng các chuẩn mực trên cơ sở 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân về tư cách người công an cách mệnh, để mỗi cán bộ, chiến sĩ công an học tập, rèn luyện, thực hiện theo. Các chuẩn mực được xây dựng để làm theo, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, vừa góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ đảng viên gương mẫu. Việc tiếp dân hàng ngày được thực hiện tốt và nhân dân tin tưởng. Cái vấn đề thứ hai, cán bộ đảng viên luôn bám vào cái quy chế hoạt động cơ quan, thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao. Cái vấn đề thứ ba, đó là trong cái giờ giấc làm việc thì được đảm bảo. Ngoài ra thì các phong trào vận động quần chúng nhân dân thì được thực hiện tốt và được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân. Thì tôi luôn nhắc nhở mình là phải không ngừng rèn luyện và phải phấn đấu để học tập tấm gương của Bác, phải sống thật sự là cần kiệm liêm chính và phải công tâm trong công tác lãnh đạo, phải nghiêm khắc trong công tác phê và tự phê để xây dựng được một cái khối đoàn kết thật sự trong đơn vị. Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 4 năm qua được tổ chức thực hiện gắn liền với Nghị quyết 12 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa 11, một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng đảng hiện nay. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong toàn đảng bộ, tập trung vào các vấn đề khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Sau kiểm điểm, từng cấp ủy đảng đã xây dựng kế hoạch giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm với từng lộ trình cụ thể. Qua 4 năm đã xử lý nghiêm 315 đảng viên và 173 tổ chức đảng có vi phạm, góp phần giữ gìn tốt kỷ cương kỷ luật trong đảng, củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân.
nhờ tăng cường kiểm tra giám sát, nhất là kiểm tra giám sát cái việc khắc phục các cái hạn chế yếu kém mà sau kiểm điểm nghị quyết Trung ương 4 thì cho thấy là nhiều đảng bộ đã có cái chuyển biến tốt, và nhờ cái tăng cường kiểm tra giám sát đó thì qua đó cho thấy là cái việc khắc phục những cái hạn chế khuyết điểm trong thời gian qua là đã được thực hiện mạnh mẽ hơn. Và cái kết quả tuy rằng tôi cho là cũng không được vui, đó là cái tỷ lệ cán bộ đảng viên sai phạm và phải xử lý kỷ luật tăng lên, nhưng mà tôi cho đó là cái kết quả là thể hiện cái trách nhiệm và cái việc làm nghiêm túc sau cái đợt kiểm điểm theo nghị quyết Trung ương 4. Từ năm 2012, các cấp ủy đảng trong tỉnh triển khai thực hiện quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi cán bộ đảng viên đăng ký gương mẫu đi đầu thực hiện 7 nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ. Từ 7 nội dung trọng tâm cần phải gương mẫu thực hiện theo quy định 101 của Ban Bí thư, từng cơ quan đơn vị cụ thể hóa thành các nội dung gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị mình. Từ lãnh đạo đến cán bộ đảng viên đều đăng ký thực hiện những nội dung hoạt động cụ thể làm theo gương Bác, theo chuyên đề hàng năm, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác mà đơn vị giao phó. Chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, thực hiện cái khẩu hiệu hành động về chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Bản thân tôi cũng như các cán bộ chiến sĩ đã luôn bám sát vào cái nội dung chương trình công tác của đơn vị để lập ra cái kế hoạch làm việc phù hợp. Mặc dù là hiệu trưởng, bí thư, người đứng đầu cao nhất, nhưng mà tôi luôn luôn chấp hành mọi cái quy định của nhà trường, đặc biệt là các hoạt động phong trào. Khi tôi tham gia hoạt động phong trào thì tôi luôn luôn coi mình là một đoàn viên công đoàn, và đặc biệt khi tôi tham gia vào sinh hoạt chi bộ thì tôi luôn luôn gắn mình là một đảng viên trong chi bộ, tránh cái ý thức là lúc nào mình cũng là cấp trên. Vì thế trong cái công việc sinh hoạt đối với các đoàn thể và ở chi bộ thì tôi luôn chấp hành nghiêm cái đối với cái trách nhiệm của mình, luôn luôn xây dựng một cái phong cách rất là quần chúng, dân chủ, và chính vì thế cái tính phê và tự phê trong toàn trường ngày càng phát triển nâng cao. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. Về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Tất cả các nội dung thiết thực, gần gũi, gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nâng cao tinh thần sửa đổi lề lối làm việc, phục vụ quần chúng nhân dân ngày càng hiệu quả. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến được tổ chức thực hiện rộng khắp, nâng cao chất lượng công tác. Từ năm 2012, với mục tiêu hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết với đoàn viên thanh niên và củng cố vững chắc tổ chức đoàn, Đoàn Thanh niên huyện Mang Thít bắt đầu thực hiện họp giao ban công tác đoàn hàng tháng, luân phiên tại tất cả các cơ sở, xã, thị trấn trong huyện, thay vì tập trung về tại văn phòng huyện đoàn như trước kia. Tiếp theo đó, việc họp giao ban công tác đoàn của các xã, thị trấn cũng được tổ chức xoay vòng tại các ấp, khóm. Qua cái mô hình họp giao ban như thế thì chúng tôi thấy nó nâng cao được cái chất lượng hoạt động của từ huyện đến cơ sở và đi đến tận ấp khóm. Thì qua cái nội dung họp giao ban của cấp huyện cũng như cấp cơ sở, thì qua cái nội dung của chương trình cuộc họp thì đã giúp cho đoàn viên của các đơn vị khác, của các đồng chí là bí thư đoàn của các cơ sở, thì chúng ta mỗi lần đi họp như thế thì chúng ta được tham quan cái mô hình, cái cách làm của một cái đơn vị xây vòng như thế để về rút kết kinh nghiệm để mà tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương. Từ đó thì nâng cao được cái hiệu quả, cái chất lượng sinh hoạt đoàn từ huyện đến cơ sở. Việc tập trung về cơ sở như thế này giúp các cán bộ đoàn có thêm điều kiện nắm bắt tình hình thực tế địa phương, từ đó xây dựng được nhiều phong trào hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng đoàn viên, thanh thiếu niên ở cơ sở, nhất là việc tham quan trực tiếp các mô hình thanh niên phát triển kinh tế hiệu quả sau mỗi kỳ họp tại cơ sở, đã giúp các nơi nhanh chóng nhân rộng được những cách làm hay,
hỗ trợ thanh niên vượt khó làm giàu. Cùng với ý thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đã lan tỏa rộng khắp các cơ quan, đơn vị. Việc làm theo Bác cũng đã nâng cao ý thức tiết kiệm hợp lý trong mỗi tổ chức cá nhân. Cán bộ công chức viên chức tiết kiệm điện nước sinh hoạt, văn phòng phẩm, bảo quản tốt tài sản chung của cơ quan đơn vị. Bà con nông dân tính toán tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi, trồng trọt. Chị em phụ nữ tiết kiệm chi tiêu hàng ngày. Nhiều ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị, hội quần chúng đều có những phong trào tiết kiệm theo tấm gương đạo đức của Bác. Qua đó góp phần hiệu quả vào công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh, như các phong trào tiết kiệm nuôi heo đất vì bệnh nhân nghèo, vì phụ nữ nghèo, vì trẻ em nghèo. Hiện giờ 11 xã mới triển khai rộng khắp ra 81 chi hội. Thì kết quả thì 5 năm qua thì thu mỗi hè nuôi khoảng là trên 900 con. Thì thu được số tiền là trên 1,5 tỷ đồng và giúp trên 400 chị nhận. Thì qua 5 năm triển khai như vậy thì đến nay thì ở huyện thì thoát nghèo được là trên 700 chị, trong đó là có khoảng 175 chị là chủ hộ nghèo. Phong trào tiết kiệm được thực hiện sáng tạo mỗi nơi mỗi khác, tùy thuộc vào thực tế đời sống của quần chúng nhân dân địa phương. Như việc xuất phát từ nhu cầu bức thiết về xây dựng nhà ở của chị em phụ nữ các ấp xóm mà Hội Phụ Nữ xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm đã làm theo gương Bác về tinh thần tiết kiệm, góp vốn xoay vòng để cất nhà. Nhà của chị em trong hội là bị siêu dẻo tét, kèo cột rồi trơn, rồi thành ra tôi cũng suy nghĩ hùng á, ít quá thì chị em các cô không được, rồi thôi tổ chức ra 5 phân vàng cho chị em mua là... Tính là xây đúc cột rồi thôi mà không ngờ chị em vô đông quá rồi xây luôn. Mỗi một căn vậy là từ 40 triệu đồng đến 75 triệu đồng. Thì hiện nay là được 96 lượng vàng là cũng trên dưới là gần 1.000 chỉ. Thì ở đây thì các chị thì cũng có sự đoàn kết và thống nhất với cùng với một cái đảng bộ. Nhờ phong trào tiết kiệm này mà đến nay, mơ ước có nhà vững chắc của 59 chị em đời sống khó khăn trong xã đã trở thành hiện thực. Phong trào hiện đã thu hút được 98 người tham gia, chia làm 4 nhóm. Niềm hạnh phúc ngập tràn khi mỗi căn nhà kiên cố mọc lên từ những chắc chiêu sau mỗi mùa thu hoạch lúa. Cũng như là nhà của em cũng nhà lá đó, thì em thấy bác Tám này rủ chơi, rồi có khả năng thì em cũng cố gắng đăng cất được cái nhà hoàn chỉnh cho con cái em ở. Bị khóc đó em có 2 công đất rồi, đâu có thể nào mà nói mà cất nổi cái nhà. Tình làng nghĩa xóm được thắt chặt hơn qua việc góp vốn cùng nhau. Người khó ít, nhường người khó nhiều, giúp nhau cùng có nhà vững chắc. Như ông bà Hồ Văn Lý tham gia góp vàng cất nhà gần 7 năm nay, nhưng chấp nhận đến năm 2019 mới tới lượt nhận vốn vì muốn nhường cho những hộ khó khăn hơn. Gia đình tôi thì nhà thì cũng vững chắc rồi, mưa nắng rồi khỏi dột rồi, thấy chị em ta không có. Mình cũng để góp chút đỉnh để phụ vô cho chị em ta nó được lành lặn như mình. Phong trào tiết kiệm được nhân rộng trong cán bộ đảng viên các nơi, không chỉ giúp nhau vượt khó thoát nghèo mà còn xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của đảng viên trong phát triển đời sống, làm tấm gương tốt cho quần chúng nhân dân noi theo. Tiết kiệm nuôi heo đất là mỗi đảng viên của chi bộ gửi hàng ngày tiết kiệm 1.000 để nuôi heo. Thì cuối năm 2011 thì chỗ đó khui một lần để trao vốn cho đảng viên. Thì xuất phát từ cái chỗ đó thì đảng bộ thấy nó có ý nghĩa. Thì đảng bộ nhân rộng ra cái 16 chi bộ toàn đảng bộ. Thì đến nay đó thì trao vốn cho là 81 đảng viên, số vốn lên 137 triệu. Thì nói chung một số đồng chí nhận vốn đó thì làm ăn rất có hiệu quả. Vốn xoay vòng giúp nhau của các chi bộ xã Nhân Bình, huyện Trà Ôn được từng đảng viên sử dụng đúng mục đích: buôn bán, chăn nuôi, cải tạo vườn, cải thiện đời sống, từng bước vượt khó vươn lên. Nguồn vốn còn thể hiện tinh thần đoàn kết của tổ chức đảng ở địa phương. Nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi. Dù cái đồng vốn mà nó nhỏ nhưng mà mình biết xài đúng mục đích, biết sử dụng đúng mục đích thì nó mang lại hiệu quả rất cao. Mà gia đình thì cũng vui vẻ là có cái đồng vốn hỗ trợ vậy á, thì bản thân là mua được con bò để tạo điều kiện cho thời gian nhàn rỗi để sử dụng. Thì qua vấn đề cái đồng vốn đó, coi như là tôi về tôi chăm sóc cam, coi như hiện giờ coi như đạt hiệu quả. Thì mong rằng vấn đề tới đây đó, cái phong trào mình được cái nhân rộng hơn nữa, cho cái vấn đề cái đảng viên mà gặp khó khăn để vươn lên cuộc sống.
Tấm gương đạo đức của Bác Hồ được các tầng lớp nhân dân nghiên cứu, học tập và làm theo. Những việc làm bình dị đời thường nhưng cùng đóng góp lớn cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác về tấm lòng vì nước, vì dân, vì mục đích chung của cộng đồng xã hội. Những năm qua, gần 4.000 bà con nông dân Vĩnh Long đã tự nguyện hiến hơn 400.000 mét vuông đất và vật kiến trúc để xây dựng các công trình giao thông, chợ, trường học, trạm y tế, giúp nhiều địa phương nhanh chóng đạt chuẩn nông thôn mới. Có người hiến vài trăm mét vuông đất, nhưng cũng có người hiến mấy ngàn mét vuông đất. Tất cả đều cùng phục vụ lợi ích chung. Năm 2015, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh là nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, báo cáo với Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Học tập, làm theo Bác năm nay có ý nghĩa phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện các chủ đề trước đây, thực hiện các chủ đề chung của toàn khóa, tạo tiền đề cho việc học tập làm theo Bác giai đoạn tiếp theo. Với ý nghĩa quan trọng này, các cấp ủy đảng trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu nhằm tiếp tục có thêm ngày càng nhiều những thành tích đẹp góp vào vườn hoa báo công dân Bác. Tấm gương đạo đức và những lời dạy của Người luôn là động lực tinh thần vô giá dẫn dắt đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long vững bước đi lên. Xin nguyện cùng Người dương tới mãi, vững như muôn ngọn dải trường sơn.